Giờ này mà vẫn đang tìm quà Valentine, chưa biết tặng gì cho người yêu thì sắn tay áo lên, tự tay làm chocolate làm quà luôn. Nhận được set quà dễ thương lại còn lem thế này, crush không siêu lòng mới lạ. Tự làm chocolate bắt cực đơn giản và biết là cạch một tí là xong. Bí kíp làm ở đây, cái set nhà Olysee này có đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, khỏi phải cân đong gì cho mất công. Bên trong lại còn đi kèm hướng dẫn chi tiết từng bước luôn. Chỉ việc mở ra là dùng, đầu tiên là cắt nhỏ hoa quả sấy cho phù hợp với concept mà bạn thích trang trí. Tiếp theo là rang sơ các loại hạt lên cho thơm. Set đóng sẵn nhưng mình thấy các hạt khá là đều, tròn và mẩy, rang lên thơm phức luôn. Có thể để nguyên hạt hoặc cắt nhỏ ra cũng được. Sô cô la trắng thì mình chia làm đôi, một phần để nguyên, phần còn lại sẽ đổ luôn bột matcha và sô cô la trắng như thế này. Sau đó chỉ cần nhúng vào tô nước nóng, xoay các mặt cho tan chảy hết là ok. Giờ tới bước mong chờ nhất nè, bóc sô cô la ra khay và trang trí thôi. Trong set này thì cũng có luôn khay và túi bắt kem rồi, bạn không cần phải chuẩn bị thêm gì nữa. Chỉ cần thỏa sức sáng tạo, trang trí và gửi gắm thông điệp vào từng thanh chocolate thôi. Và cái là xong, để ngoài cho chocolate khô lại. Hoặc muốn nhanh hơn thì cất vào trong tủ lạnh khoảng 30 phút và gỡ ra khỏi khuôn, gói lại là xong, quá dễ. Chắc chắn đây sẽ là món quà độc đáo có 102 luôn. Chocolate bôn tan chảy, quả bóng sô-cô-la đơn giản nhưng lại vô cùng thần bí. Tại sao lại bất ngờ hả? Nhìn mình làm nhá. Khi thả quả bóng sô-cô-la này vào sữa nóng thì bí mật bên trong sẽ bị lộ ra. Bất ngờ chứ bà già. Tạo thành món đồ uống siêu ngon, vào bếp lạch cạch làm ngay nhá. Mình cắt nhỏ chocolate với 3 quả bóng như ở đầu video. Mình cần khoảng 100g chocolate, sau đó đun cách thủy cho tan chảy hết, rồi đổ vào khuôn bán cầu, láng đều tay và dày một chút thì lát sẽ dễ lấy ra hơn. Xong thì mình bỏ ngay vào ngăn đông khoảng 4-5 phút, rồi nhẹ nhàng gỡ ra khỏi khuôn. Nhìn thích mắt ghê không? Phần nhân bên trong thì mình sẽ dùng kẹo marshmallow cùng với bột sữa Milo. Mọi người thích nhân gì thì cho vào nhé. Tiếp đến mình sẽ dùng một thìa nóng làm chảy phần mép, gắn hai nửa lại với nhau. Mọi người cũng có thể đặt nhanh một nửa xuống mặt chảo nóng, khoảng 1 giây thì sẽ đẹp hơn nhé. Xong xuôi thì trang trí thêm với sô cô la và chút kẹo đường cho màu sắc. Quá đơn giản mà vẫn vô cùng độc đáo phải không nào? Thay vì cứ phải đau đầu nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho người yêu dịp Valentine sắp tới, tại sao hai bạn không cùng nhau vào bếp làm một món gì đó mà cả hai cùng yêu thích, vừa ngon vừa ý nghĩa, lại tranh thủ hâm nóng tình cảm đôi lứa luôn. Và dâu tây nhúng sô cô la chính là một gợi ý vô cùng thích hợp, một món ăn không chỉ ngon mà lại cực kỳ đẹp mắt, có dâu đỏ, trái tim, sô cô la, quá là hợp vai Valentine luôn. Và bếp lạch cạch một tí là xong. Và quan trọng là cái món này không hề khó làm, siêu ngon siêu dễ. Nguyên liệu chuẩn bị thì cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần có dâu tây và sô cô la là xong. Nên chọn quả dâu chín thì nó sẽ vừa đỏ vừa ngọt. Dâu tây mua về mọi người lên rửa sạch, có thể ngâm với nước muối loãng cho an toàn, sau đó nhẹ nhàng vớt ra để ráo nước, có thể dùng khăn sạch để thấm khô. Lưu ý là làm nhẹ tay thôi để tránh cho dâu bị dập. Tiếp theo sẽ bào vụn sô cô la và đun cách thủy cho tan chảy đến khi sánh mịn. Để đạt được độ ngon phù hợp nhất thì mình nghĩ mọi người nên dùng sô cô la có tỷ lệ từ 55-70% cacao là hợp lý. Xiên dâu vào một chiếc tăm nhỏ để nhúng vào sô cô la dễ hơn, cũng như lúc hong khô sẽ cho ra thành phẩm đẹp mắt hơn. Nhúng xong mọi người có thể xoay ngang như thế này, cho sô cô la dàn đều và tạo lớp bọc ưng ý, trang trí thêm với cốm hay là kẹo đường, có thể để khô tự nhiên hoặc muốn nhanh hơn thì cho vào tủ lạnh. Thành quả cho ra là những quả dâu bọc sô cô la căng bóng, tròn, đẹp, xếp vào hộp và cùng nhau thưởng thức thôi. Một chiếc bánh chocolate cookie xinh đẹp và ngọt ngào, làm bánh sinh nhật hay làm quà tặng dịp Valentine sắp tới quá là hợp lý luôn. Bánh vừa ngon lại còn dễ làm nữa chứ, làm ngay thôi. Để mình chỉ cho bạn cách vừa xử lý được bánh quy ngày Tết lại làm ra được một chiếc bánh siêu ngon siêu cuốn. Và bếp lại cạch một tí là xong. Chỉ việc bẻ vụn chỗ bánh quy bạn có. Tiếp đến dùng bơ lạt để mềm, đánh bông với đường trắng tới khi nào chuyển sang màu vàng nhạt là được. Nên để cho bơ mềm một chút tới lúc đánh thì sẽ không bị văng lung tung nha. Tiếp đến mình sẽ cắt vụn chocolate, hoặc bạn có thể dùng luôn choco chip cho tiện cũng được. Đun nhỏ lửa, khuấy đều tay cho đến khi tan chảy hết thì đổ vào hỗn hợp bơ và đường ban nãy. Trộn đều cho đến khi hòa quyện và sánh mịn thì cho phần bánh quy vào. Đảo đều cho sô cô la bám đều lên mặt bánh. Như vậy thì kết cấu bánh sẽ đẹp hơn. Đổ bánh ra khuôn, chia làm 2-3 lần và nhấn chặt từng lớp để cho bánh không bị rỗng. Chú ý nhấn đều cả phần rìa bánh nữa nha. Tới khi mặt bánh dàn phẳng như này là được. Đổ một lớp chocolate tan chảy lên trên cùng, dàn đều mặt bánh, trang trí thêm với một chút hạt khô. Vậy là xong rồi. Sau khi cất bánh trong tủ lạnh khoảng 1 giờ thì phần chocolate đã đông lại hết rồi. Dùng máy sấy hơ đều xung quanh khuôn để tách bánh ra dễ hơn. Ta-da! Bạn đã làm được rồi này!
Ở đây có ai là fan của bánh que sô-cô-la mà cảm thấy cái hộp mua ở siêu thị nó ít quá thì cùng vào ngay bếp Lạc Cạch nhá. Tự làm bánh que nhúng sô-cô-la dễ ợt, chỉ với 5 nguyên liệu nhàn tênh luôn. Bánh quy thơm nước mùi bơ sữa cùng với sô-cô-la ngọt ngào đang quà tặng Giáng sinh chuẩn bét luôn. Làm bánh ăn vặt hay thêm vào dĩa bánh kẹo Tết cũng quá là ok. Bánh que nhúng sô-cô-la cả người lớn trẻ con đều mê tít. Cách làm thì cũng chẳng có gì khó khăn, vào bếp Lạc Cạch một tí là xong. Bơ lạt để mềm vào nhiệt độ phòng, thêm bột sữa, sữa đặc rồi trộn đều các nguyên liệu với nhau. Tiếp theo thì mình sẽ dây từ từ bột mì vào và tiếp tục trộn đều. Đấy, chỉ với 4 nguyên liệu thôi, lại toàn là những nguyên liệu dễ tìm. Xong thì mình cho vào một cái túi thực phẩm để cán mỏng ra. Ai không có thì cứ nót dây lên cán cũng được nha. Rồi mình cho vào tủ lạnh tầm 30 phút cho bột cứng lại thì sẽ dễ cắt bánh hơn. Mình cắt bánh thành từng que nhỏ, xong thì đem đi nướng thôi. Bánh chín thơm nức mùi bơ sữa rồi. Muốn bánh giòn nâu hơn thì mình hong bánh thêm tầm khoảng 30 phút nữa để nguội rồi nhúng vào sô-cô-la đun chảy. Thêm xíu trước một lần làm tan chảy được trái tim crush, thế mình đã làm được bánh chocolate nhân chảy rồi mọi người ơi. Bánh chocolate ngọt ngào tan chảy, cốt bánh mềm dẻo, bánh thơm mùi chocolate không cưỡng lại được với sự ngọt ngào và thơm phức của nó luôn. Và bếp Lạc Cạch cùng mình nhá. Cuối tuần rảnh rỗi làm bánh ăn thôi mọi người ơi. Đây tiếp tục là một công thức bánh đơn giản dễ làm, chỉ với các nguyên liệu là trứng, đường, dầu ăn, sữa tươi, khuấy đều lên. Rồi sau đó thêm bột nếp vào cùng với bột cacao, trộn đều tay tới khi bột sánh mịn, không còn thấy bị vón cục nữa là được. Đổ trước một nửa phần bột vào khuôn, còn nót dây nến để chống dính. Thêm sô-cô-la vào để làm phần nhân chảy. Chỗ này mình dùng khoảng 150g. Rồi đổ lốt phần bột còn lại vào, rắc một chút chocolate chip lên trên, rồi đem đi nướng ở lò đã được nằm nóng sẵn. Đôi khi các lò khác nhau sẽ có mức nhiệt khác nhau, nên mọi người có thể để ý một chút để điều chỉnh thời gian và nhiệt độ cho phù hợp nhé. Bây giờ gỡ bánh ra khỏi khuôn và cùng nhau thưởng thức thôi nào. À, bánh này làm từ bột nếp nên cũng sẽ hơi nhanh no đấy, nên ăn bánh cùng nhau cho vui nha. Chúc các bạn thành công. Một chiếc bánh siêu đơn giản, không cần lò, không cần máy đánh trứng, nhưng thành quả vẫn cực kỳ mềm. Và bếp Lạc Cạch làm cùng mình nhé. Mặc dù cách làm đơn giản nhưng sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ bởi hương vị đậm đà của cacao cùng với hương thơm chocolate ngọt ngào. Đây chính là gợi ý phù hợp với các bạn mê làm bánh nhưng nhà lại không có nhiều dụng cụ, cũng như chỉ sử dụng những nguyên liệu cơ bản, dễ tìm, dễ mua. Đầu tiên mình cần dây bột mì cùng với bột cacao để lúc trộn bột không bị vón cục. Tiếp theo mình sẽ cho lần lượt đường, men nở vào và trộn đều là trứng và sữa, và hai thành phần không thể thiếu khi làm pancake. Mình dùng sữa không đường nên là bạn nào mà thích ăn ngọt có thể cho thêm xíu đường vào nha. Sau đó thì cần trộn đều tay để cho bột nghỉ trong tủ lạnh khoảng 1 giờ, lên bọc kín lại để tránh cho bột bị khô. Lúc bỏ ra thì khuấy đều thêm một lượt nữa, làm nóng chảo và tráng bánh thôi. Chỗ bột này thì mình chia làm 2 lần, đổ chảo ra và dàn đều khắp mặt, đun với lửa thật nhỏ cho đến khi mặt bánh nổi bọt khí thì cho sô-cô-la vào một nửa bánh, cho nhiều chút, nát chảy ra mà lem lắm luôn. Gập đôi bánh lại và cho lên đĩa thôi, cắt đôi ra cho đẹp với dễ ăn hơn này. Thơm dã man, tưới thêm chút sốt sô-cô-la tan chảy và thế là có ngay lý do tại sao mà chocolate luôn có hai vị ngọt, đắng, giao hòa với nhau. Tại sao người ta lại coi chocolate là biểu tượng cho tình yêu? Có lẽ bởi vì tình yêu được xây dựng bởi hai cá thể đối lập nhau, nhưng nguyện vì yêu mà đến, vì nhau mà hòa hợp, thành một đôi gắn bó lâu bền. Nhưng dẫu không tách rời như vậy thì tính chất của từng cá thể vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong chocolate vẫn có hai vị đắng, ngọt xen lẫn với nhau, là minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu đôi lứa. Phải chăng bởi vậy mà ngày lễ tình nhân người ta thường tặng nhau chocolate? Thôi thì mình cũng lên mạng tìm tòi ngay công thức làm chocolate với mong muốn làm quà tặng cho anh bạn cùng phòng, thì mình thấy cũng vô cùng đơn giản và rất suôn sẻ từ đầu cho đến tận khi mình gỡ chocolate ra khỏi khuôn và nếm thử hương cacao đậm vị cơ mà. Ôi dồi, sao mà nó mặn thế? Cho nhầm đường thành muối rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Hóa ra làm kem chocolate vỏ giòn cũng không khó lắm. Đây, nhìn như thế này thì có khác gì mua ở ngoài hàng đâu nhỉ. Lớp vỏ chocolate giòn tan, còn kem thì mát lạnh, ngọt ngào. Và với lại cạch của mình nhé. Đầu tiên là phần kem chocolate, nguyên liệu và định lượng thì mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người tiện theo dõi này. Mình cho lần lượt các nguyên liệu vào, vừa đun lửa nhỏ vừa khuấy tới khi nào cho chocolate tan chảy hết và thành một hỗn hợp sánh mịn là được. Sau đó đổ ra khuôn và cất trong tủ đông khoảng 4 đến 5 giờ nhé. Nhớ đậy kín lại để tránh cho kem không bị răm đá nha. Để làm phần vỏ giòn chocolate bên ngoài thì mình sẽ đun chảy chocolate với dầu dừa cho tới khi nào tan chảy hết thì mình mới cho lạc rang vụn vào, trộn đều, sau đó đổ ra một chiếc cốc đủ sâu để chuẩn bị nhúng kem. Kem sau khi bỏ trong tủ lạnh ra vẫn còn đang lạnh nên là sau khi nhúng vào thì chỉ mất vài giây là lớp chocolate phủ bên ngoài sẽ đông lại ngay. Vậy là đã xong rồi, tự làm kem ở nhà vừa thơm ngon lại còn an toàn nữa chứ. Thử ngay thôi mọi người ơi.